Ok. Rồi, buổi hôm nay mình sẽ học về fragment. Hiểu được fragment, biết cách tạo được view page và tab layout. Vậy là trong cái bài này mình sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là nói về fragment. Phần thứ hai là mình sẽ nói về cái view page và tab layout, tức là cái tab layout nó sẽ là phần 2. Ok. Thì hôm nay cô sẽ nói về fragment trước nhá, cái tab cô sẽ nói sau. Phần 1 thì là nói về cái fragment, một cái vòng đời fragment và tạo và quản lý fragment. Phần 2 mình sẽ nói đến cái view page, cái tab layout và mình phối hợp hai bản này. Các bạn biết là cái fragment nó sẽ ứng dụng ở trong cái view page và tab layout. Đó, nó có rất là có cái hay vậy ha. Vậy thì trong fragment thì các bạn nhớ là fragment tức là nó là phân đoạn, phân mảnh, đúng không ạ? Thì nó có nghĩa là phân đoạn giao diện và nó phải được nhúng vào một activity. Vậy cái fragment muốn chạy được thì chắc chắn phải có activity. Ok không ạ? Đó. Và fragment thì không chạy độc lập với activity nha. Fragment thì giúp chương trình linh động và hướng module, có nghĩa là mình có thể chia thành được nhiều cái khung, nhiều cái đoạn giao diện khác nhau, chương trình khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn tương tác với nhau được. Đây, một cái fragment thì nó có thể chiếm được toàn bộ cái activity nhưng mà có thể chiếm một phần. Ok không ạ? Vậy có nghĩa là một activity có thể có một fragment hoặc nhiều fragment, hoặc là không có cái nào nhá. Đó. Fragment thì có thể là cố định hoặc có thể được add thêm vào, hoặc là các bạn có thể bỏ nó ra, có thể được thay thế vân vân. Ok. Bắt đầu từ version Android 3.0 thì bắt đầu đã đưa vào fragment rồi. Cho nên là bây giờ thì không cần phải dùng cái support version 4 nữa, bởi vì là hầu như là các cái bản của Android X sau này mình không cần dùng nữa, cho nên là cái khúc này các bạn bỏ qua. Ok. Vòng đời của fragment các bạn lưu ý cho cô nha. Bởi vì cái fragment nó nhúng vào activity cho nên là cái vòng đời fragment thì nó cũng map với cái vòng đời của activity. Cho nên các bạn để ý cho cô này. Đây. Thì nó cũng có các cái gọi là cái sự kiện ha. Như sau. Ok. Đầu tiên là các bạn có gì ạ? Cái này là on attack. Đúng không? Sau đến on create. Sau nó đó có là on create view. Hay on activity cái gì đấy ạ? Connect đúng không ạ? Đến on gì ạ? On start. Đúng không ạ? Rồi on gì đấy ạ? Cái chữ tiếp theo là gì ạ? Resume. Và cái này là fragment activity tức là nó đang action đó. Đúng không ạ? Đến sau đấy nó cũng có là on pause. Đúng không? On stop, on destroy view, on destroy vân vân. Ok. Vậy thì mình sẽ nhìn thấy nhá. Khi cái activity create thì nó sẽ gắn với cái sự kiện là nó attach cái fragment vào ở trong cái activity. Các bạn sẽ không nhìn thấy cái đây để cô coi nào. Screen có thể là boy được không nha, pointer nè, đây đây các bạn nhìn thấy, được rồi đúng không? Thì các bạn thể sẽ thấy là như này nè, khi các bạn attach, khi cái này là create nè các bạn, đúng không? Create thì nó sẽ tương ứng với các bạn attach một cái fragment vào ở trong activity. Và đồng thời là sự kiện ở trong cái fragment on create được cũng được khởi tạo luôn này. On create view cũng được khởi tạo luôn nè. Đó. Và on activity created cũng được khởi tạo nè. Đúng không ạ? Khi anh này được start thì anh này cũng start theo, đúng không ạ? Đó. Và cái anh activity mà pause thì cũng tương ứng với cái vòng đời fragment cũng pause. Và khi anh này được resume, resume tức là sự kiện sau khi nó pause thì mới được gọi resume. Đúng không ạ? Thì nó sẽ anh này cũng resume theo này. Và anh này stop
Xóa thì anh này cũng stop health, tức là cái vòng đời của activity nó sẽ tương ứng với vòng đời của fragment, các cái giai đoạn của fragment. Và đương nhiên activity mà destroy thì đương nhiên nó sẽ destroy luôn cái fragment. Ok chưa ạ? Chỗ này ok không ạ? Đấy. Thì các bạn thấy là nó sẽ gắn với cái activity ha. Ok. Rồi. Nhá. Để tạo một cái fragment. Thì đầu tiên thì đương nhiên là các bạn phải cái fragment thì nó bao gồm một cái file, cũng có một cái file Java và một cái file layout. Nhớ nha. Một file Java và một file layout riêng của fragment đấy. Sau đấy mình phải nhúng cái fragment này vào trong cái activity. Vậy, trước tiên mình phải tạo một activity trước. Đồng ý chưa ạ? Sau đó mình sẽ tạo một cái fragment và một cái giao diện của fragment. Mình phải nạp cái giao diện fragment vào. Vậy thì nó sẽ có hai hàm. Hàm thứ nhất là hàm on create, hàm thứ hai là on create view. Thì hàm on create này hầu như mình ít sử dụng đấy các bạn. Mình sử dụng hàm on create view. Hàm on create view là giúp mình attach nạp cái view, nạp layout vào cho fragment. Hiểu không ạ? Ok không ạ? Rồi. Vậy mình sẽ tạo nha. Bài của mình hôm nay mình sẽ tạo hai cái fragment. Hai cái fragment. Fragment bên trái, fragment bên phải vào cho một cái activity. Vậy bây giờ để add cái fragment thì mình sẽ có hai cái layout có thể add vào, một layout là fragment, một layout là frame layout nha. Dùng frame layout hoặc dùng cái fragment đều được hết. Ok chưa ạ? Và bây giờ cô sẽ demo cho các bạn anh này trước ha. Đây, demo các bạn trước. Đầu tiên là các bạn lưu ý là phải tạo activity trước cho cô nha. Ok không ạ? Rồi. Đây các bước nè. Dùng activity.get fragment manager để các bạn tham chiếu đến fragment. Đúng không? Dùng cái fragment manager để các bạn add vào begin transaction, thì các bạn có thể là add một cái mới hoặc là thêm sửa xóa. Ok. Rồi. Ở trên giao diện thì đây cái này nó có thể là remove add show hai nè, là cái begin transaction đó các bạn. Được chưa? Rồi. Ok. Còn giao tiếp giữa fragment và cái activity thì cô sẽ nói sau ha. Bây giờ cô sẽ demo cho các bạn cái này trước. Ok chưa? Demo các bạn cái này trước. Các bạn chờ cô xíu. Rồi. Rồi, ở trên này cô sẽ tạo một cái activity. Các bạn nhìn nào. Cô sẽ tạo một cái package là fragment trước để riêng nó ra. Để các bạn nhìn cho rõ nha. Đây, cô sẽ tạo một cái fragment package là fragment trước. Fragment. Ok. Đây. Cô sẽ tạo một cái activity để demo cái bài của mình. Cô sẽ tạo một cái activity ở ngoài nha. Các bạn vào cái activity, các bạn chọn tiếp cho cô là empty activity. Sau đấy các bạn đặt là mình sẽ là bài này các bạn làm luôn, bởi vì nó chính là cái bài lab của mình ha. Nó chính là cái bài lab 1 đó. Bài 1 của lab lab 6 á các bạn. Đúng không ạ? Bài 1 lab 6 bài 1 ha. Ok. Rồi, finish. Ok. Rồi. Rồi cái này bài bài này mình để đây đã nha các bạn, mình để đây đã nha. Đây. Rồi bây giờ cô sẽ làm từng bước nào. Bước 1 mình sẽ tạo cái fragment trước nha. Cô sẽ tạo new vào vào cái package fragment, cô sẽ new một cái fragment, rồi các bạn để ý cho cô nha. Ở đây có cái fragment cho phép các bạn new fragment ở đây. Nhưng đừng làm theo cái này. Không làm theo cái này. Các bạn lên cho cô, các bạn chọn cho cô Java class. Tại sao ạ? Khi các bạn tạo cái fragment mẫu á, thì nó sẽ tạo ra các bạn rất là nhiều cái hàm, nhiều cái code, các bạn nhìn rất là khó chịu. Hiểu không ạ? Cho nên các bạn nên chọn Java class cho cô. Rồi, các bạn chọn cho cô là left fragment. Ok. Rồi, cái này các bạn phải kế thừa cái fragment cho cô. Đây.
Các bạn có thể vào các bạn coi này. Các bạn mới kế thừa cái fragment cho cô. Đây. Đây. À, ủa, nó không có hả? Nó không có gửi ý hả? Đây. Các bạn kế thừa cho cô cái fragment. Ok chưa? Kế thừa cái fragment nhá. Extend cái fragment. Đây, mình chọn cái trên nhá. Mình đang dùng Android X cho nên mình chọn cái trên, các bạn đừng chọn cái dưới nha. Chọn cái trên. Ok. Rồi, các bạn gõ cho cô là cái hàm on create view. On create view. À, on view create, từ từ cô coi hàm lại nè. On create view. On create view. Đây. Phải là cái này mới được nhá, đừng có chọn on create nhá. Rồi các bạn enter. Ok. Rồi. Ở trên này các bạn chọn cho cô như sau. À, ở đây là các bạn nạp cái layout vào. À, các bạn để ý cho cô nè. Các bạn có nhớ cái layout inflator này không ạ? Bạn nào làm nhiều thì bạn sẽ để ý thấy có layout inflator. Tức là đây là một cái lớp để giúp mình nạp cái giao diện vào. Đúng không? À, nhưng mà nó nhúng vào đây rồi, cho nên mình không phải khai báo nữa. Đúng không ạ? Ok. Rồi. À, mình sẽ có là cái view group là container. Cái thứ hai nữa là cái save instance. Đúng không ạ? Cái bundle. Cái này mình không cần, nhưng mình sẽ cần anh này. Vậy thì để nạp anh này thì mình đầu tiên mình phải tạo một cái layout ha. Cô sẽ vào cái rest. Đúng rồi. Mình sẽ vào cái layout. Mình new một cái. Mình new một cái layout. Các bạn chọn cho cô là layout resource file. À, các bạn chọn là để cái chữ fragment trước nha. Fragment shift gạch left đi. Ok. Rồi, thì nó là có chữ fragment đấy các bạn. Rồi, left. Rồi, ở đây giả sử các bạn thêm cho cô một cái text view thôi. Một cái text view vào đây thôi. À, các bạn nail hết vào đây ha. Nail trái, nail phải, nail gì đó tùy mình. Ok, các bạn đặt cho cô một cái chữ là left fragment. Fragment. Cho cái phông chữ nó bự bự tí ha. Phông text size. Đó để 30 SP. Text style để bold. Đúng không? Text color. À, cái này các bạn để cho có cái background ha. Background color nè. Background các bạn để là color. Android đi. Android color để cô là blue duck đi ha. Ok, để anh này đúng không, chữ. Ok chưa? Đó, left fragment. Ok không? Đấy. Rồi, ok, bây giờ các bạn nhúng vào nè. Nhúng vào left fragment nè. Rồi, các bạn nhúng cái gì nè, nhìn nha. Ở đây nè, các bạn tạo một cái view. Các bạn để là inflator lấy của cái này, xong inflate lấy cái tên của layout, lấy container của cái này để fail cho cô và return cái view. Ok. Vậy các bạn sẽ là gì đấy ạ? View, tạo một cái view. Layout nó cũng là một view mà. Đúng không? Đó, các bạn để là view sẽ bằng inflator là của anh này các bạn. Được chưa? Chấm inflate. Rồi, cái giao diện của nó là các bạn để r chấm layout chấm fragment. Rồi r, các bạn nhớ import r vào nè. Tại vì nó vào thêm một cái package cho nên các bạn phải import cái r vào. Đây. Xóa gõ lại nha, r chấm r nè.
R cô đâu rồi? Đây. R là các bạn đang ở là com.example. Cái này các bạn import anh này vào nha. Chấm layout chấm fragment left phải container cái view group phải fails. Ok. Sau đấy các bạn return cái gì đấy ạ? Return cái view. Ok. Rồi. Vậy là các bạn nạp xong. À, nhưng mà chưa. Các bạn mới có là cái fragment và cái layout thôi. Bây giờ vấn đề là các bạn phải add cái fragment này vào cái activity. Ok không ạ? Rồi, để mình thỏa mãn cái bài lab của mình nè các bạn. Để thỏa mãn các bạn bài lab của mình phải có hai cái fragment. Mình làm đúng cái bài lab thôi ha. Rồi, thì các bạn ở đây các bạn sẽ làm như sau. Các bạn thứ nhất là các bạn vào cái layout này. Được chưa? Các bạn tạo cho cô hai cái chỗ để đặt fragment. Một là các bạn dùng fragment, hai các bạn dùng frame layout, hai cái đấy đều được. Về đây các bạn sẽ add cho cô một cái fragment vào đây. Fragment. Được chưa? Rồi, để cô coi lại có fragment nào đó khác nữa không nha. Giao diện mới có gì không nha. Fragment. Đây, cái này không phải nha. Đây là fragment container. Còn cái này là cái của mình đang dùng là cái fragment. Hoặc là mình có thể là add frame layout đều được ha. Add frame layout đều được ha. Đấy. Đây, cái này mình để còn nó là để 50%. Đúng không ạ? Cái này là để layout width là để 50%. Là các bạn để cho cô là các bạn để cho cô là match parent. Cái này hay lắm nha. Các bạn có thể đổi cái này này. Đừng có để anh này. Để linear cho dễ ha. Để linear nè. Layout đúng không? Đó. Ở đấy các bạn đặt cho cô là nó là chiều gì ạ? Chiều đứng hay chiều ngang ạ? Horizontal là gì ạ? Orientation là gì ạ? Là horizontal nhá. Đúng không? Nếu chiều đứng là vertical. Tại vì mình chia đôi mà, không phải là nó xếp theo chiều ngang đúng không? Đấy nha. Cái này là mình xếp theo chiều ngang đúng các bạn? Cho nên là chiều hướng đi, điều hướng của nó phải là điều hướng ngang. Thì cái này phải là để là horizontal. Rồi, các bạn chỉ cần đặt cái này là match parent. Cái này là match parent. Ok. Rồi, nhớ đặt, các bạn đặt thêm cho cô cái weight. Layout weight, đặt cho cô là 1. À, đó, rồi nhớ đặt là ID. ID là fragment left. Ok, rồi, copy anh này xuống. Cái này để là right. Anh này cũng để 1. Rồi các bạn coi nè. Có phải nó chia đôi không các bạn? Chia đôi đều luôn nhá. Thấy chưa? Ok. Nó chia đôi hai phần nè. Hai fragment. Cái weight là cái trọng số. Khi các bạn chia đôi 1:1 thì anh một anh chiếm một nửa. Đồng ý không? Còn cái này 1:2 thì anh này chiếm 1, anh này chiếm 2 phần. Ok chưa? Ok. Rồi. Vậy là cô đã xong cái phần giao diện ở trong cái activity. Bây giờ vấn đề là mình nhúng vào nó. Rồi, nhúng left đây, nhúng right vào đây. Vì vậy mình phải call gọi hai anh này, đúng không? Map hai anh này, đúng không ạ? Map hai anh này nha. Vậy mình sẽ vào đây mình map như sau. Fragment đây. Khoan. Fragment. Để fragment hay để frame ta? Chờ cô xíu. Đây. Đâu rồi? Cái này là cô để cái fragment. Fragment. Để frame đi. Để frame ok hơn.
Để frame layout. Để frame đi. Để frame layout đi. Ok không? Rồi, ở chỗ này mình sẽ để nó là frame layout, đúng không? Đấy. Frame layout from left và from right. Đúng không? Rồi, mình sẽ có from left gắn bằng file view by id r.id. Fragment left. Đúng ạ. Rồi. Cái này là right. Cái này là các bạn để cho cô là right. Ok. Rồi, bây giờ mình add này các bạn. Add nhá. Bây giờ mình add cái left vào trước, cái right từ từ. Cái left mình làm trước mà. Nhìn nhá. Thì ở đây mình có cái hàm. Bây giờ mình muốn mà add nó vào, mình phải có cái hàm để add add fragment này vào trong activity. Rồi các bạn nhìn cái hàm nào. Đây. Cái add cái hàm. Đây. Đầu tiên là mình tạo cái fragment manager. Đấy nha. Nhiều bạn hỏi cô là từ cái fragment add fragment được không? Được nha, nhưng mà từ từ, bây giờ mình nói đến cái anh mà activity add fragment trước. Ok không ạ? Từ fragment nè. Mình add fragment mình gọi fragment manager. Ok. Hoặc là mình viết trực tiếp cũng được luôn. Nhìn nha. Đây. Mình dùng get fragment manager. Mình viết một câu lệnh cũng được nè, nhìn nha. Get fragment manager. Get fragment manager. Chấm. Transaction begin transaction rồi chấm cô xuống dao nhìn cho dễ nha chấm add được chưa rồi đầu tiên cô add vào đâu add fragment vào đâu cô add fragment vào cái lab cô có là hồi cô để r xin quên cô để luôn r chấm id chấm frag left phẩy rồi cái đối số tiếp theo là cái gì là fragment cô new fragment left cô đặt tên là gì ạ left fragment đúng không xin lỗi left fragment nhảy quá nhảy left fragment ok rồi chấm tiếp chấm show phải có show này ra nha no chấm chấm commit có nhầm commit chưa yeah. Rồi, coi nó lỗi cái gì nè. Đưa con trỏ vào cái. Add. Add này là đối số gì các bạn? Fragment, đúng rồi. Add id, đúng rồi. R.id.fragmentLeft. Rồi, ok. Ở chỗ này các bạn đổi cho cô cái này đi. Ok, đổi chỗ cái này là fragment. Từ từ. Ủa sao nó lỗi gì ta? Nó lỗi gì ta? Lỗi gì ta? Frame layout ok mà. Fragment left. Rồi đưa trỏ vào coi lỗi gì nha. Cannot resolve at in transaction.begin coi add đúng rồi fragment đúng rồi commit đúng rồi rid.container đúng rồi
sai chỗ nào? Get, get support, support fragment manager. Ok rồi, dùng cái support nha các bạn. Cái chỗ này hay bị nhầm nè, cái chỗ này hay bị nhầm nha. Nếu các bạn đang ở, các bạn lưu ý cho cô cái này nè, lưu ý nha, lưu ý nè. Nếu activity gọi fragment thì các bạn dùng cái hàm có support. Nếu fragment gọi fragment dùng hàm không có support, có nghĩa là cái hai hàm này nó đối sánh nhau nè, nó giống nhau nè. Một cái hàm cũng là get fragment nhưng mà một cái có support và một cái không có support. Thì cái không có support là nó dùng cho fragment gọi fragment. Ok không ạ? Ví dụ bây giờ cô đang ở anh này, cô muốn thay thế anh này bằng một cái fragment khác thì cô dùng cái hàm get support, à get mà không có chữ support. Cái chỗ này rất dễ bị nhầm. Không sao hết, nhầm thì mình đổi lại. Được chưa? Đấy, nó sẽ bị lẫn lộn một chút xíu, không sao hết nha. Rồi. À. Ok. Các bạn để ý nè, cái hàm này mình đã dùng ở đâu rồi nè? Chữ get support fragment này mình dùng ở đâu rồi nè? Quen không? Mình dùng ở đây nè các bạn. Dùng ở đây các bạn thấy không ạ? Thấy chưa? Có phải là mình đang ở activity mình gọi tới một cái fragment đúng không các bạn? Mình đã dùng chưa? Dùng rồi đúng không? Đấy. Ok. Nó phải có liên quan với nhau nha. Rồi. Được chưa? Bây giờ ok, như vậy là nó sẽ tự động nó chèn vào đó các bạn. Cái khúc này các bạn có thể tạm thời comment được tại vì cô gọi trực tiếp nó mà. Cho nên các bạn comment được ha. Chỗ này tạm thời comment hoặc là xóa đi cũng được, khi nào giờ cần dùng mình gọi. Rồi bây giờ cô chạy nhá. Bây giờ cô chạy cái bài lab 6 này, bây giờ cô đổi trong cái hàm này. Đúng không? À nhiều bạn có một cái mẹo này cũng hay phết, các bạn đổi lại đi ha. Các bạn đổi cái này đúng không? Đúng chưa? Đấy. Ok. Rồi, chạy nhá. Fragment. Cái này là các bạn kế thừa cái fragment. Chọn cái packet phía trên nhá, chọn packet mà có Android X nè. Rồi. Sau đó các bạn gọi cái hàm on create view. Đúng không? Rồi. Bây giờ các bạn cần tạo một cái layout. À, các bạn vào cái layout. Vào cái layout click chuột phải, new một cái layout resource file. À, các bạn đặt cho cô là fragment. Right. Ok. Rồi, ở đây các bạn thêm cho cô một cái text view. Đúng không ạ? À. Các bạn néo nó lại. Các bạn đặt cho nó một cái là right. Ok. Rồi. À đặt cho nó cái background. Background Android color màu green, dark green, orange, dark. Ok. Xong. Các bạn vào right fragment mình nhúng nó vào. Mình tạo một cái view ở đây. À view bằng ok, inflate. Chấm flat. Đưa layout vào error. Error các bạn nhúng error vào nha. Error. Error.
R cô đâu rồi? Trên này chấm layout chấm fragment right ha, nhớ là fragment right ha các bạn, phải container phải fail đúng không? Ok, sau đấy các bạn return cái view này cho cô, xong chưa? Rồi bây giờ ở bên trang chính các bạn nhúng vào cho cô, cũng get support manager, get support manager fragment manager chấm begin transaction chấm add, cô xuống dòng các bạn nhìn cho dễ, chấm add các bạn add cái gì đó, error chấm id chấm fragment right là cái layout cái view ha, cái layout các bạn add vào, còn cái này là new right fragment. Và các bạn nhớ là phải commit nó mới chạy nha, không có commit nó không chạy ạ. Ok, phải có commit. Xong rồi các bạn chạy lại nha. Các bạn để ý là khi các bạn chạy lại nó sẽ nhanh hơn, tức là các bạn chạy lần đầu bao giờ nó cũng chậm, chạy lại lần khác nó sẽ nhanh hơn nhá. Rồi đó, bạn nào làm theo được nhớ để cô check, cô chấm điểm nha. Ok chưa? Xong chưa? Chữ nhỏ xíu. Rồi. Vậy là bên trái cô phải làm hai button đúng không các bạn? Vậy cô sửa lại fragment bên trái một xíu nha. Cái left của cô đâu? Fragment left nè, đúng không? Cô sẽ không để anh này nữa, để anh này phức tạp quá. Vậy là cô sẽ bỏ anh này, cô để linear cho nó nhanh nè. Ok, cái này cô để orientation là vertical, chính xác. Ở trên này cô sẽ xóa hết mấy cái này đi, xóa hết mấy cái này đi ha. Xóa ít thôi, xóa nhiều quá. Cái này là width là để wrap content, wrap content match parent đúng không? Rồi cô xóa anh này đi, left fragment anh này giữ lại, xóa hai anh này đi, còn chưa? Rồi ok, có thêm một cái nữa là button 1 đúng không? Button width là match parent hay là match parent luôn. Ok, cái text là mình, text là mình để là cô để là gì ạ? Là right 1 đúng không? Ủa sao nó nhảy đây trời, sao nó nằm giữa mày đưa? Cô làm gì có lỗi với nó không? Ai đi hả? Khoan từ từ, cái này cô để là gì ạ? Là button right 1 đi ha. Em vừa nói gì ạ? Ủa cô để cái match parent à?
sorry, Grab Content. Trời ơi, cô sáo mày được. Grab Content. Đó. Rồi, cô tạo một cái button nữa. Rồi, tự 22 nhé. Rồi, ok, được chưa? Ok nha. Rồi, xong được cái thứ nhất. Bây giờ nè, cô sửa lại cái này rồi. Bây giờ cô đến cái Fragment Right. Fragment Right cô cũng để là coi Split coi nó nằm ở đâu. Nó nằm ở đây à? Well, dữ luôn. Cô copy anh này cho nó nhanh nè. Đó, chứ nó bự bự đúng không? Ok. Top gì dữ vậy? Rồi. Ok. Rồi một đi ha. Ok. Chưa? Rồi, bây giờ là nhìn nè. Tiếp theo là cô sẽ, các bạn để ý là cô sẽ bây giờ không có làm nữa mà cô copy luôn. Bây giờ cô sẽ copy. Cô tạo một cái fragment 2. À, cô sẽ paste nó vào đây. À, cô đặt là new right fragment. Cô để là right 2 fragment. Ok không? Ok nhé. Đấy, và fragment giao diện cô cũng tạo một cái mới này các bạn. À, cô Ctrl C, Ctrl V ở đây. Cô đặt là fragment right 2. Ok. Cô sửa cái này lại cái màu khác này các bạn. Background cô sẽ red đi ha. Red line đi ha. Chữ này cô rồi là right 2 đi ha. Đó. Ok. Rồi, ở đây cô sẽ sửa lại một chút xíu nè. Right fragment 2 này cô sửa lại thành cái số. Số 2, chính xác, xong rồi. Là cô được một fragment mới. Ok không ạ? Rồi, các bạn chạy lên thử, các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ add, giao diện của mình sẽ add là cái gì ạ? Add cái fragment left và right thôi, right 2 chưa add nhé. Ok không? Rồi, bây giờ mình sẽ đổi như nào nè. Rồi. Bây giờ cái này mình vẫn giữ nguyên nha các bạn, vẫn giữ nguyên. Nhưng mà mình chỉ kích hoạt cái gì ạ? Rồi, cái này mình giữ nguyên nha, nhưng mà khi mình nhấn nút 1 thì nó sẽ mở right 1, nút 2 nó sẽ mở right 2, đồng ý không ạ? Rồi bây giờ các bạn nhìn nào. Vậy bây giờ mình sẽ kết nối hai cái nút này đúng không? Hai cái button này đúng không ạ? Rồi bây giờ nhìn nha, cô sẽ kết nối hai cái button nè. Button này nằm ở đâu? Button này nằm ở left fragment. Cái này mới quan trọng nha, nhìn vào cái này nè. Khúc khi nãy là mình vừa cái lúc khi nãy á là mình vừa add fragment từ activity. Bây giờ mình add fragment nhưng mà lại từ fragment. Bây giờ mình vào left fragment. Bây giờ cái giao diện của hai cái nút nằm ở đây thì bây giờ mình gọi nó ở đây. Đồng ý không ạ? Vậy mình sẽ có hai cái button mình ở đây. Hai button mình ở đây. Button 1 là right 1 và button right 2. Được chưa? À, mình có thể viết ở đây. Viết được ở đây nhá. Hoặc mình có thể viết ở cái hàm này. Có một cái hàm cũng rất là hay nè. Đó là on view created. Tức là khi này view đã được tạo rồi. Có hai cách viết nha. Một là viết ở trong cái hàm này. Mình nhớ là viết ở dưới này nè. Sau khi tạo view nè, mình phải viết ở dưới này. Đó là cái thứ nhất. Hoặc cái thứ hai mình có thể viết ở đây sau khi view đã được tạo rồi.
Vậy cái giao diện của mình hiện tại là mình gọi thông qua cái view. Nhìn nha, cách gọi nè. À, vậy là mình sẽ có button drive 1 sẽ gắn bằng view chấm. Nhớ là view chấm file view by ID. Không phải viết file view by ID bình thường mà phải là view chấm. Hiểu không ạ? R. Nhớ là mình phải add cái R này cho các bạn nha. R này nè. Chấm. ID chấm. Button write 1. Tương tự với button write 2. Rồi sau đó mình sẽ on click nè. Button write 1 chấm set on click listener. Đừng gõ hết. Gõ xong để cho nó nhắc nha. New on click. Enter cái pack nó ra một đống cho các bạn đây. Được không ạ? À? Rồi bây giờ mới gọi nè. Cô viết cái write 2 trước để các bạn test nha. Write 1 tương tự. Bây giờ nè, cái này write 2 chứ. Cô viết cái write 2 trước nè. Write 1 tương tự nha. Write 1 nè. Write 1 tương tự ha. Bây giờ viết write 2 trước để các bạn demo nè. Rồi. Khi cô click chuột vào write 2, nó sẽ gọi cái fragment 2 và nó nhúng vào vị trí này của activity các bạn nè. Nhúng vào cái fragment roi này nè. Ok không? Rồi mình sẽ viết sao nè. Left nè. Rồi mình sẽ có get. Đầu tiên là mình new anh này trước cho dễ nè. Fragment roi 2. Fragment roi 2. Fragment bằng new roi 2. Fragment. Được chưa? Rồi, get, bây giờ mình không phải get support mà mình get fragment. Bây giờ các bạn thấy là nó sẽ bỏ cái anh, rồi nó có gạch ngang nhưng vẫn dùng được nha các bạn. Nó sẽ bỏ chữ fragment ra. Đấy, bây giờ nó bổ sung cho nó là một cái get parent fragment và get child fragment. À, nhưng mà mình dùng cái fragment này nha. Chấm begin transaction. Chấm replace thay thế nhé, tại vì nó được add từ đầu rồi. Bây giờ mình replace thay thế, mình cũng lấy r chấm id chấm, mình sẽ lấy anh nào ạ? Mình sẽ lấy anh này, fragment right, đúng không? Phải. Rồi mình có write 2 fragment. Xong nhớ là phải chấm commit. Xong. Nhớ là có get fragment manager cho cô nha. Rồi chạy nè. Demo xem đúng không nha. Rồi, mình đang ở màu cam đúng không? Mình bấm write 2 nè. Ra chưa ạ? Được chưa? Ok. Rồi còn button 1 thì mình chỉ cần copy anh này, đưa lên trên. Cái này thay bằng gì ạ? 1. Cái này bỏ cái write 2 ra. Cái này là write. Cái này bỏ cái write, bỏ write 2 ra. Cái này bỏ. Cái này là thay cái này bằng cái gì ạ? À? À vẫn là write nhé, nó thay thế thôi. Write, xin lỗi. Rồi ok, chạy lại nhé. Thấy không ạ? Chạy lại nào. Các bạn đã xong bài 1 rồi. Những ai làm xong giơ tay cho cô coi.
làm xong giơ tay cho cô coi. Rồi bây giờ cô bấm right 2 nè. Đúng chưa? 1 nè. 2 nè. 1 nè. Ok chưa? Ok không ạ? 1 2 1 2. À vậy là mình đã xong cái bài 1 ha.